Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 11. Và chúng ta sẽ học tiếp vào lịch sử các vị tổ sư thiền tông. Chúng ta đã đi ngang qua được hai vị là Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Di Tổ Huệ Khả. Hôm nay chúng ta cố gắng đi vào Tam Tổ Tăng Sáng, Tứ Tổ Đạo Tính và Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Lịch sử nó có một điều rất vui, đó là cái ông này dính liền với ông kia. Ví dụ như học về ngài Huệ Khả thì trong đó cái cơ duyên giáo hóa ngài Huệ Khả liên hệ đến ngài Tăng Sáng. Rồi mình đi vô ngài Tăng Sáng thì trong cái cuộc đời ngài Tăng Sáng có những cái pháp ngữ giáo hóa ngài Đạo Tính. Rồi mình đi vô cuộc đời ngài Đạo Tính thì ta thấy ngài Hoằng Nhẫn cũng xuất hiện ở trong đó. Đó là cái điều nó liên hệ rất là chằng chịt trong các vị tổ sư. Thưa đại chúng, là ngài Tăng Sáng là ngài xuất gia rất là muộn, 40 tuổi. Ngài Huệ Khả ngài cũng xuất gia rất là muộn, cũng khoảng trên dưới 40. Nhưng mà hai vị tổ sau cùng thì điều thứ nhất chúng ta ghi nhận là các ông xuất gia lúc rất trẻ. Ngài Đạo Tính thì cạo tóc rất sớm, và 14 tuổi là gặp ngài Tăng Sáng rồi. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì xuất gia và đi theo ngài Đạo Tính sớm hơn, 12 tuổi đã theo thầy rồi. Đó là hai điều nó khác biệt. Và chúng ta đi vào ngày Tăng Sáng một chút xíu để các vị thấy là ngài cũng có những cái điều rất đặc biệt để chúng ta lưu ý. Có hai điều đặc biệt nơi ngài Tăng Sáng mình nhắc lại. Tuy là khi học ngài Huệ Khả thì chúng ta đã có nói về ngài Tăng Sáng. Điều thứ nhất là cái cơ duyên ngộ đạo của ông. Điều thứ hai là cái sự nhập diệt của ông. Chắc là Nghiêm biết nhập diệt có nghĩa là gì chứ. À hả? Chúng ta bàn về cơ duyên ngộ đạo do gì? Nó có liên hệ đến một bài thơ của Trần Nhân Tông. Và không những ngày Tăng Sáng ngày liên hệ đến cái cơ duyên mà chúng ta sắp sửa nói, đó là vị tổ của Việt Nam, thiền tổ của dòng Trúc Lâm là Sơ Tổ Trúc Lâm Điện Tử. Và nó còn liên hệ đến ngài Đạo Tính nữa. Ngài Đạo Tính cũng có cái liên hệ với ông già này, và ngài Tăng Sáng cũng có liên hệ đến ông cụ này. Cái cơ duyên ngộ đạo nó rất là bé nhỏ. Đó là khi ngài Tăng Sáng gặp Huệ Khả, ngài nói là con nghiệp chướng rất là nặng, thầy từ bi sám hối nghiệp chướng cho con.
Ngài Bội Khả nói: ngươi đem nghiệp chướng ngươi ra đây, ta sám hối cho. Và ngay nơi đó thì Ngài tăng sáng, Ngài ngộ được đạo. Đó là dấu hỏi thứ nhất nó đặt ra cho chúng ta. Và khi Ngài tăng sáng thu nhận tứ tổ Đạo Tín, lúc đó Đạo Tín mới có 14 tuổi thôi, thì cái câu hỏi này cũng được Ngài Đạo Tín lập lại y như vậy: xin Thầy từ bi dạy cho con pháp môn giải thoát. Thì Ngài tăng sáng, Ngài có một câu nói nó giống như điều của sư phụ Ngài dạy, đó là: ai trói buộc ngươi? Đó là cái mẫu đối thoại rất là hay. Ai trói buộc ông? Rồi Ngài Đạo Tín, Ngài đáp: không ai trói buộc con cả. Và ông cụ kia ông hỏi nhé: nếu không ai trói buộc thì ngươi tìm giải thoát làm gì? Và ngay câu nói đó thì Ngài Đạo Tín, Ngài ngộ đạo, Ngài nhận ra được cái phương pháp để tu tập. Và sau đó thì 10 năm hầu thầy. Và hai câu chuyện này, một câu chuyện thứ nhất đó là Ngài tăng sáng, Ngài ngộ đạo do thầy dạy, đó là nghiệp vốn không. Và cái cơ duyên thứ hai đó là Ngài dạy là không có phiền não ràng buộc, tự ta tự ràng buộc lấy chính mình thôi. Tức là thừa hưởng cái điều gì thì ông truyền đạt lại y cái điều ấy. Và dòng chảy này nó tiếp diễn như thế rất là dài, cũng bằng một con đường duy nhất đó mà thôi. Và thưa đại chúng, nếu mình nhìn xa hơn thì thế này, giống như hôm bữa mình chia sẻ với Đức Tuệ đó, nó liên hệ rất là chặt với giáo lý nguyên thủy của Đức Thế Tôn dạy. Đó là tất cả pháp môn chúng ta thực tập chẳng qua là quay lại nhìn thử coi cái gì là nghiệp chướng của mình, cái gì là sự ràng buộc của mình, cái gì là nỗi buồn niềm vui của mình, cái gì mình thấy bất an, vân vân. Tất cả những cái trạng thái cảm thọ tâm thức nó khởi lên thì ta chỉ cần quay lại nhìn thử. Và khi mình làm được điều này ở mức độ cạn, đó là mình thấy tất cả những cảm thọ đó nó sinh và diệt. Đó là mức độ cạn. Mình thấy nó là cái bị mình nhận diện. Và khi giỏi hơn thì mình không có cần phải nhận diện nữa, mà mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết. Người xưa gọi là quay về, an trú nơi cái tâm Phật bất động của chính mình. Các vị phân biệt hai cái trạng thái này nó rất là gần nhau. Mình tạm chia làm ba loại trạng thái để các vị biết cái con đường quay về của người xưa nó không khác gì ta cả. Thứ nhất là khi vui buồn đến, mình đồng hóa mình và vui buồn. Đó là cái con đường chung của phàm phu chúng ta từng làm từ vô lượng kiếp cho tới hôm nay. Mình đồng hóa mình vào sự suy nghĩ, mình đồng hóa mình vào vui buồn, mình đồng hóa vào những cái tâm thức bất an, buồn phiền, giận tức của chính mình. Ai nói một lời là mình bị tổn thương, mình tự thấy mình tổn thương. Đó là mình đồng hóa mình vào những cảm thọ, mình thấy mình là những cảm thọ. Đó là cái cạn nhất của đời sống con người chúng ta từng mắc phải. Người thông minh hơn một chút á, thì có thể nhận diện được cảm thọ là một trạng thái nó sinh khởi trong tâm thức, mà mình nhận biết sự sinh khởi của nó. Đó là thông minh. Và khi làm được điều này là đã tu rất là giỏi. Tuy nhiên vẫn chưa lọt vào cửa tổ. Người mở được cánh cửa để vô nhà của các vị tổ sư, đó là không phải nhận diện nó sinh diệt không, mà luôn an trú ngay nơi cái sự nhận biết. Mình nhận diện nó sinh nó diệt thì có khi mình bị lạc lõng vào sự sinh diệt của nó. Mình dễ mất mình, tức là mình dễ đồng hóa mình vào những cảm thọ vui buồn. Nhưng mà mình lui lại một chút xíu nữa, mình luôn an trú trong cái sự nhận biết nó. Nó đến nó đi là chuyện của nó, và mình lúc nào cũng không rời chân khỏi cái vùng trời nhận biết. Thì người xưa có những cái từ gọi về điều này rất dễ dàng, đó là ngộ đạo, thấy tánh, thấy được cái mặt mũi thật của ta.
Và có một cái từ dễ thương hơn nữa là người biết kế sống. Biết kế sống nghĩa là người đời thì họ có đủ nghề nghiệp để có thể họ trưởng thành, họ không cần nương với bố mẹ gì cả, không cần xin tiền. Người đó có đủ năng lực để tự vươn lên, sống còn. Nhưng đối với nhà thiền, biết kế sống, biết cách sống có nghĩa là người đó làm thầy của chính họ. Họ tự quay về, họ khéo an trú nơi cái vùng trời nhận biết. Họ làm thế nào khi đứng, khi đi, khi nói, khi cười. Làm mọi việc trong già lam, những việc nhọc nhằn nhất cho đến những việc nhàn nhã nhất. Họ thông minh, họ quay về, đứng yên ngay cái vùng trời bất động của sự nhận biết. Người đó được gọi là người biết cái sống. Xem ra thì chuyện ngộ đạo đâu phải khó. Có điều, thưa đại chúng, là Ngài Triệu Châu, Ngài biết cái sống, tức là Ngài nhận ra được đạo vào năm chưa tới 30 tuổi. Mãi cho tới năm 70 tuổi, Ngài mới tuyên bố là giờ ta mới thông dong. Mất bao nhiêu năm? 40 năm. Điều tâm 40 năm. Và có những vị ngồi rách 7-8 cái bồ đòn. Thưa, cũng chỉ làm một việc đó mà thôi. Mình ngồi trên bồ đòn, chẳng qua là chỉ làm cho mình luôn sống được trong sự nhận biết, mà đừng có đồng hóa mình vào những cảm thọ, đồng hóa mình vào những dòng suy tư. Rồi làm mọi việc khác trong già lam, như thiền hành, như lễ Phật, như tụng kinh, vân vân, thì cũng chỉ làm mỗi việc đó mà thôi. Và thưa đại chúng, là trong cái công phu tu tập nó chia làm hai loại. Một, nó là loại công phu trong động, tức là người xưa họ cực nhọc hơn ta nhiều lắm. Họ vỡ đất làm ruộng, họ đổ từng viên gạch, họ lăn đá để xây dựng nhà lam, xây dựng chùa chiền. Họ làm ruộng, họ cuốc đất, họ trồng trà, hái trà. Nghĩa là cái công phu thực tập trong động nó đòi hỏi điều thứ nhất là anh làm mọi việc cực nhọc vô cùng, mệt nhọc vô cùng, mà anh vẫn giữ được tâm. Lúc nào cũng an trú được nơi cái vùng trời của sự nhận biết bất động. Khéo làm một việc đó mà thôi. Rồi công phu ở trong lúc lặng lẽ, lúc tỉnh táo là lúc cái công việc nó rất là nhàn hạ, như tọa thiền, như tụng kinh, như thiền hành, như thông dong đến đi. Thì các ngài cũng vận dụng cái thì giờ của công việc nhàn hạ, an trú tâm nơi cái vùng trời nhận biết bất động như thế. Và hai điều này nó bổ túc cho nhau. Mình tu được giỏi trong lúc mình thiền tọa, kinh hành, trong lúc không nói chuyện, mình nhiếp tâm được giỏi, thì mình sẽ tu giỏi được khi mình đứng, khi mình đi, khi mình chạy, khi mình làm cái việc nặng nhọc. Và làm cái việc nặng nhọc mà nhiếp tâm tu được, thì lúc ngồi tọa thiền yên lặng bất động, mình sẽ an trú được ngay cái tâm Phật bất động của mình. Hai công phu nó liên hệ hỗ tương với nhau như thế. Và trở lại, thưa đại chúng, là cái công việc của người tu và ngộ đạo chúng ta là chúng ta khéo quay về thôi à. Quay về nhận được. Ta vốn không bị ràng buộc, không bị phiền não gì nhận chìm ta cả. Ta đồng hóa mình vào phiền não cho nên thấy mình phiền não. Ta đứng lui lại, ta đứng trong cái vùng trời nhận biết, thì phiền não khổ đau là cái bị nhìn thấy, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Chứ ta không hề bị phiền não, khổ đau sinh và diệt. Và mình trở lại Trần Nhân Tông có một bài là ai trói lẽ mong cầu giải thoát, chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên. Đây là bốn câu thơ rất là hay. Và tôi nghĩ các vị cũng phải học thuộc lòng cho có chút thơ thẩn với người ta. Ai trói lại mong cầu giải thoát, tức là không có ai trói ta cả. Thế thì mình cầu giải thoát làm gì? Chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên. Phượng nhàn ngựa mỏi người đã lão, y cũ hay là như cũ, am mây một chẳng thiền. Mình đọc lại.
ai trói lại mong cầu giải thoát, tức là không hề có ai trói buộc ta cả. Thế mà mình lại mong cầu giải thoát làm gì? Chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên, đã không phải là người phàm thì ta tìm thần tiên để làm gì? Vượng nhàn tức là con vượng nó đã hết có sao động, hết có bất an, hết có chạy nhảy lung tung rồi. Ngựa mỏi tức là cái con ngựa nó đã chồn chân, nó không buồn đi nữa, nó đứng yên một chỗ rồi. Người đã lão tức là người bây giờ đã già. Vượng nhàn, ngựa mỏi, người đã lão, như cũ A Mây một chổng thiền, tức là nơi cái nhà vắng vẻ ở giữa chốn núi rừng tịch mịch, chỉ có một cái bồ đòn thôi à, chỉ có một cái sàn, cái bục gỗ để tọa thiền thôi, gọi là như cũ A Mây một chổng thiền. Ai trói lại mong cầu giải thoát, chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên. Vượng nhàn, ngựa mỏi, người đã lão, như cũ A Mây một chổng thiền. Thưa, bài này của Trần Nhân Tông. Nhân Tông là cái hiệu của vua, ông tên là Trần Khâm. Nhàn, nhàn có nghĩa là thảnh thơi. Thưa quý thầy cô, là đọc vào cái bài này ta thấy rõ cái sự thừa tiết của dòng thiền đó, dù trải qua bao đời nó vẫn có chung một cái nét như vậy. Mình thử hỏi là những cái như buồn, như vui, như giận, như bất an đó do ai ban tặng cho ta? Mình đổ thừa người kia gây cho mình nó rất là sai, không có đúng. Tại vì người kia có mắng mình một câu, có chửi mình một tiếng hoặc gây khó khăn cho mình, rồi họ về nhà họ ngủ mất à, họ không hề rầm rì với lỗ tai mình nói thầm thì để mình buồn, mình giận. Nhưng mà mình về cái mình gợi cái điều đó, ký ức của mình nó ghi hình, nó ghi âm, cái mình về mình mở máy ở đây, nó thầm thì cho nên mình buồn, mình khổ, mình bất an. Rõ ràng là tự ta làm hại chính ta, chứ không hề có một người nào thò bàn tay vàng vô mà hại cuộc đời ta cả. Rồi một cái ví dụ nó dễ hiểu nhất, mình đi vào nhân gian, mình nhìn thấy cuộc đời của bao đời sống gia đình họ than thở khổ sở. Thưa, cạn nhất mà nhìn thì họ tự chuốc lấy cái nỗi khổ cho chính họ. Sinh ra đời thông dong đâu có ông tơ bà nguyệt nào buộc ràng người nọ với người kia đâu. Cái tự nhiên họ kiếm với nhau, họ đến với nhau, cái họ sinh khổ lụy. Khổ lụy cạn. Khổ lụy sâu hơn nữa, thưa các vị, nếu họ đến nhà họ sống một cách trân trọng, tôn trọng đời sống của nhau thì thưa không có mắc mớ gì mà khổ lụy với nhau cả. Ai rồi cũng đến lúc bỏ hình hài ra đi thôi, nếu mình biết được điều cạn vậy. Thế nhưng mà con người không bằng lòng với những điều đó. Rồi mình quay lại chính mình để thấy khổ lụy do mình gây nữa. Mình cứ nghĩ là cái phiền não, cái khổ đau tâm thức mình do người kia gây nên. Chứ thực tế mình nhìn kỹ lại thì những cái đó là những cảm thọ nó sinh trong vùng trời tâm của ta thôi. Ta nhìn được phiền não nó xuất hiện và mình phân định được cái gì, mình nhìn được nó, nhận biết được nó, cái đó không phải là mình. Mình là người nhìn thấy nó chứ mình không phải là cái bị thấy. Mình luôn là chủ thể chứ mình không phải là đối tượng. Và cái gì các vị nhận diện được, cái gì sinh khởi trong tâm các vị đều nhận diện được cả. Cái hờn, cái giận, cái bất an, cái ganh tị, cái lo lắng, vân vân. Không hề có một cảm thọ nào sinh ra trong vùng tâm ta mà ta không nhận biết nó. Trừ khi mình quên, mình đồng hóa vào nó thôi. Khi mình chợt nhớ thì mình thấy được nó. Mà cái gì mình thấy được nó, cái đó không phải là mình rồi. Bên ngoài này, mọi hình thể vật lý mà mình nhìn được thì nó không phải là mình. Con mắt mình không thể thấy được nó. Đó là một ví dụ để mình quay lại. Mình chỉ thấy con mắt khi nào mình soi gương và nhìn thấy trong gương đó là cái bóng của con mắt chứ không phải mắt thiệt. Phải rờ vào đây mới biết đây là mắt thiệt. Có phải như thế không? Thì cái nó sinh khởi trong tâm thức các vị, tất cả những cái cảm thọ vui buồn, các vị đều nhận thấy nó cả.
mà thấy nó có nghĩa là nó không phải là mình rồi, là cái bị mình nhận diện, mà mình là khả năng nhận diện, mà mình là khả năng biết nó chứ mình không phải nó. Mà mình vụng về, mình đồng hóa mình vào nó, cho nên mình thấy mình phiền não, mình khổ đau, mình bị đọa đài. Chỉ cần quay lại nhận biết ta là ông chủ chứ ta không phải là những người khách, thế thì không ai trói buộc mình được cả. Nghiệp thức nó bời bời từ ngàn vạn kiếp quá khứ dệt thành một cái màn vô minh dày đến mấy đi nữa, nhưng mà chỉ cần người tu ta lui lại an trú ngay nơi vùng trời nhận biết, tức khắc là đoạn đứt được hà sa nghiệp của vô lượng kiếp chứ không phải là một kiếp này. Cho nên nhà thiền tuyên bố một câu là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật là như vậy. Nhận được và có niềm tin vững chắc, có nghĩa là anh đứng trong cái vùng trời bất động của Như Lai, thế thì mọi cái đều là phù vân cả. Nhìn lên trời mà mình để ý mây thì mình thấy mây, nhưng mà mình cũng nhìn về hướng đó mà mình thấy trời xanh thì tức khắc mây cứ bay, nhưng mà mắt mình vẫn để ý đến bầu trời. Và thưa đại chúng, là mình học sử, tôi có tra khảo về niên đại một cách rất là kỹ. Tuy nhiên có những điều nó cần hơn những vấn đề niên đại của lịch sử các vị thiền sư. Ví dụ như mình chia sẻ về nội dung, sự khai ngộ của các vị, và con đường làm thế nào để mình đi vào cái ngõ của các ông đã từng đi, điều đó nó quan trọng hơn. Còn về niên đại, những cái sự kiện lịch sử, thưa ta đọc vào sách rất là dễ tìm, cho nên mình ít có đề cập đến niên đại lịch sử, tuy là mình có ghi chú ở đây. Và nói như thế để các vị biết là mỗi một vị tổ sư mình có 3 phần để đọc và tra khảo tư liệu về ông. Một là cơ duyên ngộ đạo, hai là cái khả năng giáo hóa của ông, những pháp ngữ của ông, những tác phẩm của ông. Thứ ba, cái điều cuối cùng của mỗi một vị thiền sư nó đặc biệt, đó là cái sự ra đi của các ông. Các ông nhập niết bàn, các ông thị tịch. Nó thảnh thơi vô cùng, nó thênh thang vô cùng. Ví dụ như mình đi ngang qua Ngài Tăng Sáng, thì cái cơ duyên ngộ đạo nó có những cái điều nó trùng hợp cùng một nội dung ngộ đạo giống như Ngài Huệ Khả, và cũng cùng một nội dung ngộ đạo giống như Ngài Đạo Tín. Ba vị này nó có một cái sự liên hệ, và trong những cái câu chuyện thể ngộ đạo lý nó có một cái nét rất giống nhau. Ngài Hoằng Nhẫn thì chúng ta chưa có sưu tra được cái cơ duyên ông thâm ngộ như thế nào, nhưng mà từ Ngài Huệ Khả đến Ngài Tăng Sáng đến Ngài Đạo Tín thì ta có thể nói một điều chắc chắn, đó là các ông chỉ làm mỗi một việc là quay về nhận ra được mình là năng lượng chánh niệm tỉnh sáng, chứ mình không phải là cái đối tượng bị nhận biết. Tức là an trú ngay nơi cái tâm Phật chói sáng của chính mình, nhận diện tất cả những cái phiền não đều là mây trời nổi trôi, thì ngay nơi đó ông khéo quay về an trú thì gọi là ngộ đạo. Có một cái cơ duyên giống nhau giữa ba người này, giữa ba vị tổ này. Và cái điều đặc biệt nơi Ngài Tăng Sáng thì Ngài nhập Niết Bàn rất là đẹp đẽ. Ngài đến một cái tự viện kia, giảng pháp cho thính chúng xong rồi Ngài ra, Ngài đứng bên gốc của cây đại thọ, Ngài đứng, Ngài khoanh tay. Cái Ngài nhập Niết Bàn lúc đứng là không cần ngồi, không cần nằm gì cả. Đứng nhắm mắt thở cái khì cái ra đi rất là nhẹ.
Và tới chuyện ngài đạo tín thì ta cũng nhận thấy có những nét rất là trùng hợp như vậy. Ông khá nổi danh là một vị thầy giỏi. Vua Đường Thái Tông, tức là Đường Thế Dân bấy giờ, sai sứ giả 3 lần mời về kinh đô để giảng pháp. Ông chối từ. Lần thứ 4 sứ giả nói lần này ngài không đi thì nhà vua ra lệnh tôi mang thủ cấp của ngài về. Ông nói ông cứ tự nhiên, nhà vua thích thì ta cho cái đầu mang về tặng cho nhà vua. Và sứ giả thấy cái ông này không có sợ chết thiệt, cho nên không dám chém, và về tâu với nhà vua. Nhà vua ban ca sa màu đỏ, ban bình bát và tặng ra nhiều món quý giá của triều đình, cho ngài được phép ở lại nơi núi Song Phong, Song Phong Sơn. Núi này nó có 2 đỉnh cho nên người ta gọi là Song Phong chứ không có gì lạ. Và sau khi Hoằng Hóa đã tròn, đã viên mãn, độ được ngài Hoằng Nhẫn xong rồi, tức là có người để truyền trao cái sự nghiệp giác ngộ rồi, ngài xếp chân kiết già, giả từ độ chúng và an nhiên thị tịch. Cái chết của các vị thiền sư đẹp đẽ như vậy. Và từ cái cơ duyên nhập diệt của 2 vị tăng sáng và đạo tín này, thì ta trở lại ngài Huệ Khả để thấy cái chết của ông này nó có nhiều điều, nó gây nghi án cho chúng ta vô cùng. Nó gây cho chúng ta một cái sự nghi ngờ. Người xưa có một câu nói thế này: liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Liễu có nghĩa là ngộ được đạo, sáng được tâm, có niềm tin vững chắc với tâm Phật của chính mình, gọi là liễu. Người ngộ được bản tâm rồi thì tất cả nghiệp chướng của mình gây ra từ hà sa kiếp biến mất, gọi là liễu tức nghiệp chướng trở thành không. Tức là thấu suốt đạo rồi thì tất cả nghiệp chướng tan biến như hư không, tan biến như mây trời, tan biến. Vị liễu ưng tu hoàng túc trái nghĩa là người chưa ngộ đạo rồi thì những cái nợ nần của mình, dù đó là mình trộm người ta một cây kim, ăn cắp người ta một cọng cỏ, chứ đừng nói một nén bạc, cũng phải bồi thường nhân quả rõ ràng, không thể sai chạy được. Đó là câu nói người xưa nói như thế. Và cái điều này được một vị thiền sư hỏi ngài Trường Sa Cảnh Sầm, tức là sau đó tới 8-9 đời con cháu gì của ngài Huệ Khả. Có người hỏi thiền sư Cảnh Sầm rằng: thưa thầy, người ngộ đạo rồi thì tất cả nghiệp chướng đều tan biến như sương mù tan khi mặt trời mọc. Người chưa ngộ đạo thì đền nợ, phải bồi hoàn cái nợ nần mình đã vay. Tổ Huệ Khả là người đã được truyền y làm đệ nhị tổ, thế tại sao còn bị người ta giam vào ngục gia hình? Thì ngài Trường Sa ngài nói: ngươi chưa biết nghiệp chướng là gì. Thì cái vị thiền khách đó nói: dạ bạch thầy, thế nào là nghiệp chướng? Vị thầy nói tiếp: vốn là không. Rồi ông hỏi tiếp một câu: thưa thầy, vốn là không tại sao phải đền nợ nần như vậy? Cái ngài trả lời thêm một câu nữa là: tại vì nó là nghiệp chướng. Thế thì các vị có thể hiểu dễ không? Thưa đại chúng, là cái điều này không phải vị thiền sư kia trả lời cái kiểu vòng quanh để lấp liếm cái câu hỏi khó, mà bản chất nó là như vậy. Nghiệp chướng nó luôn vốn là không. Thế nhưng mà mình gieo cái ác nghiệp gì mình vẫn phải trả. Thế nhưng mà đối với người trả đó, họ có trả hay không là một chuyện nữa. Ví dụ như mình chửi người ta một câu rất là nặng, tất nhiên là mình gieo cái quả là người ta sẽ chửi mình lại một câu, hoặc người ta trả lời xứng đáng hơn là họ đánh mình một tát tai. Nếu mà mình chưa hiểu nghiệp chướng vốn là không á, tâm mình chưa an, mình chưa biết pháp tu á, thì với cái đánh của người kia trả lại
thì mình coi điều đó là cái sự nhục mạ rất là lớn, nó tổn thương cho mình vô cùng. Nhưng mà mình hiểu đạo ở mức độ cạn thôi, mình thấy cái này mình đã vay, cho nên mình phải trả. Tất nhiên cái lòng mình nó rất là nhẹ khi mình đón nhận cái món quà người ta trả lại, mức độ cạn nó là như thế. Cái thứ hai, nếu mình hiểu được thêm một tầng nữa thì thưa đại chúng là có những cái đối với người đời họ không thể vượt qua được, như cái nỗi buồn của sự mất mát, cái nỗi đau của tâm thức bị người quỷ nhục, cái sự tổn thương do người ta gây nên làm cho mình mất danh dự. Thế nhưng mà với người tu hiểu được đạo thì mình lui về an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết. Thế thì những cái cảm thọ của tức tối nè, hờn giận, bất an, bị quỷ nhục, nó trở thành cái đối tượng bị nhận biết, mà mình không phải là đối tượng. Mình an trú ngay nơi sự nhận biết, mình thấy mình nhận biết tất cả những cảm thọ, thế thì nghiệp chướng nó vẫn đến với mình. Cái sự khó khăn của bao người họ vẫn đổ lên cuộc sống mình. Nhưng mà thọ buồn, thọ vui hay không còn là chuyện nữa. Anh thấy anh là nỗi buồn thì anh nhận cái quả báo, không có chạy trốn đường nào được. Nhưng mà anh thấy nỗi buồn là cái bị nhìn thấy, ta là người nhìn thấy nỗi buồn, thì hai cái này nó tự nó đã tạo thành một khoảng cách, và tự nó đã triệt tiêu được cái nỗi buồn, triệt tiêu nghiệp chướng của bao nhiêu đời đổ xuống cuộc sống ta. Không biết tôi giải thích như thế có đủ dễ hiểu hay không, không biết. Tóm lại một điều, thưa các vị, nghiệp chướng hay là nhân quả không bao giờ sai chạy. Nhưng mà nhận cái nhân quả đó là do chúng ta tu giỏi hay không giỏi mà thôi. Tu giỏi thì ở trong cái hoàn cảnh khó khăn mà mình không bị đầy đọ, không bị khó khăn. Tu dở thì hoàn cảnh sung sướng mình vẫn bị đầy đọ. Ví dụ như ở đời, những người có một chút giác ngộ, họ cũng bị khó khăn vô vàng, trong ăn việc làm thất bại, người thân họ mất, họ bị phụ rẫy tình duyên, vân vân. Thế nhưng mà có những người khổ, có những người thì không khổ, do đời sống tâm thức của họ. Thì người tu ta cũng thế. Có những điều đối với chúng ta, đối với người tu này thì nó rất là nhẹ, không có gì quan trọng cả. Nhưng với người kia thì nó nặng như là viên đá nghìn cân. Với người này người ta chửi vào mặt ảnh mỉm cười được, nhưng với người kia nói nặng một câu là ảnh thấy bị tổn thương ghê gớm, ảnh chịu không nổi. Đó là do mình có đồng quá mình vào những cảm thọ nhiều hay ít mà thôi. Mình không đồng quá mình vào những cảm thọ thì tất cả nghiệp chướng đều rũ sạch. Mình đồng quá mình vào cảm thọ, vào vui, vào buồn, vào sự suy nghĩ, thì thưa quý thầy cô là có một cái vui nhỏ, có một cái buồn nhỏ, thì lập tức mình bị nó tàn phá, bị nó làm cho tổn thương tâm thức ngay. Cho nên hiểu thì dù nghiệp chướng bời bời nhưng mình thấy được bản chất nó là không. Mà không hiểu thì một lời nói, một cái nhìn, tất cả đều gây tổn thương ta cả. Gọi là chưa nhận được đạo thì ta phải bồi hoàn tất cả những nợ nần ta đã gây là như vậy. Mình chia sẻ tuy linh tinh nhưng mà xin thưa cùng các vị là mỗi một vị tổ có hai phần để chúng ta ghi nhận. Phần thứ nhất là cơ duyên ngộ đạo, cơ duyên giáo hóa và nhập niết bàn. Có ba điều thôi. Và ông cụ này thì có một cái niên đại, mình ghi một vài dòng. Ông cụ có một cái niên đại là 497. Nhưng mà con số này nó chưa chắc lắm. Họ còn đánh dấu hỏi phía sau, có phải như vậy hay không. Nhưng mà cái năm mất của ông thì rất chắc chắn. Ông sống vào khoảng đó. Và cái cơ duyên giáo hóa của Ngài Tăng Sáng thì chúng ta còn một dấu vết để nghiên cứu về cuộc đời Ngài, đó là tác phẩm Tính Tâm Minh. Ngoài cái câu chuyện vấn đáp của Ngài Tăng Sáng truyền đạt đạo lý cho Ngài Đạo Tính, chúng ta còn có nội dung đạo lý của Ngài.
được cất giấu trong cái tác phẩm Tính Tâm Minh này. Và mình lặp lại, ông cụ này ông chết rất là đẹp, thuyết pháp xong cái đứng ngay thẳng với một cội cây nhập niết bàn luôn, tại gọi là chết đứng tại chỗ, rất là vui. Và cái người kế tiếp chúng ta đi vô, chúng ta đi vô để có vài điều về tư liệu của ông, đó là Ngài Đạo Tính. Ngài sinh năm 579 và ông mất vào năm 651. Và sinh quán của ông ở Hà Nam. Và cái cơ duyên ngộ đạo của ông được chúng ta ghi nhận có hai điều thôi. Điều thứ nhất là câu hỏi của ông hỏi tổ tăng sáng. Điều thứ hai cũng trong cái phần cơ duyên giáo hóa của ông, có một cái pháp ngữ rất là quan trọng mà ông đã dạy cho Ngài Lưu Đầu Pháp Dung. Thưa, cái núi này người ta gọi là Ngưu Đầu Sơn. Các vị biết chữ ngưu có nghĩa là gì rồi hả? Ngưu, ngưu đầu. Ngưu Đầu Sơn cũng gọi là Phá Đầu Sơn nữa. Cái núi Ngài Pháp Dung ở. Và đặc biệt là Ngài Đạo Tính, Ngài an trụ ở Sông Phong Sơn rất là lâu. Và một hôm dẫn đồ chúng đi ngao du, đứng ở bên cái vùng núi bên này, nhìn thấy bên kia mây lành năm sắc phủ trên đỉnh. Ngài nghĩ là bên đó có một vị đạo nhân, có một thầy đức hạnh lắm. Đi qua bên đó hỏi thăm thì người ta nói, người ta nói là phía sau có một vị sư tối ngày ngồi thiền không buồn chào hỏi ai cả. Có thể ông đó là vị ông muốn tìm. Ngài đi vô phía sau thì gặp Ngài Pháp Dung đang tọa thiền. Và cơ duyên rất là lớn là qua vài câu khai ngộ thì Ngài Pháp Dung, Ngài nhận được đây là một vị thầy mà mình mơ ước để gặp. Và cái pháp ngữ của Ngài Đạo Tính, Ngài truyền có những câu rất là hay. Khi Ngài Pháp Dung ngộ đạo xong rồi thì Ngài truyền một bài pháp ngắn thôi. Dường như mình hay trích cái đoạn này cho quý thầy cô học chữ Hán đó. Bách thiên pháp môn đồng quy phương thốn đó, hà sa diệu đức tổng tại tâm nguyên. Trăm nghìn pháp môn đều về nơi tâm thức. Bách thiên pháp môn đồng quy phương thốn. Hà sa diệu đức tổng tại tâm nguyên, tức là trăm nghìn pháp môn đều quy về trong một tắc vuông thôi, và vô vàn cái đức lành màu nhiệm nó cũng đều lưu xuất từ cái nguồn tâm. Và cái chữ phương thốn với chữ tâm nguyên này vốn là một, nó đều chỉ cho tâm thôi. Trăm ngàn pháp môn nó cũng trở về tâm. Và bao nhiêu cái đức hạnh, bao nhiêu cái sự màu nhiệm cũng đều trải ra từ tâm. Cái bài pháp ngày thì dài nhưng mà chúng ta chỉ cần nhớ hai câu là đủ. Đủ thấy cái tính chất đặc biệt của dòng thiền truyền từ tổ Đạt Ma cho tới về sau vẫn cùng một dòng chảy như vậy. Thưa đại chúng, là mình chưa nói đến chuyện tu thành đạt, hãy nói đến chuyện quay về để nhẹ nhàng với cuộc sống. Ví dụ như pháp môn của Đức Thế Tôn có dạy cho chúng ta đủ cách để điều tâm. Như mình có thể nương vào bất tỉnh quán chiếu để lần lần xả ly được ngã chấp, pháp chấp. Mình có thể nương vào tứ niệm xứ để có thể lần lần thể ngộ được cái nguồn chính yếu làm nên sự sống, đó là tâm. Mình có thể nương vào những cái câu chú thuật của các truyền thống mật thừa, mình có thể nương vào câu niệm Phật, vân vân, tức là có ngàn vạn con đường. Nhưng mà chỗ quy chiếu về vẫn duy nhất một chỗ mà thôi. Đó là mình làm thế nào quay về để nhận biết mình không phải là thân,
mình không phải là vui buồn, mình không phải là sự suy nghĩ. Mình là cái khả năng nhận biết tỉnh tại sáng ngời, nằm bên sau. Cái đó là tâm Phật bản nhiên của mình. Gọi đó là dù có ngàn vạn pháp môn đều quy về nguồn tâm là như vậy. Và mình chỉ cần làm mỗi việc là an trú ngay nơi vùng đất này rồi. Thưa đại chúng là càng tu sâu sắc, càng sống được với cái vùng trời tâm bất động này thì tự nhiên những cái cạn nhất của đời sống bình thường như những cái buồn, cái vui, cái bất an tự nhiên nó rơi rụng dần hồi nào mình không hay. Những cái chấp nhất nhỏ nhặt trong cuộc sống đời thường lần lần nó cũng rơi rụng rất là nhẹ. Rồi lần lần mình cảm được một điều là không có gì quý bằng đời sống an trú ngay nơi cái tâm thể bất sinh của mình cả. Và thưa các vị là mình mà đi vào cái phương pháp này thực tập càng ngày càng giỏi thì tự nhiên cái niềm vui nó phát sinh từ trong trái tim của mình rất là dễ dàng. Những cái buồn, những cái vui, những cái phù phiếm của cuộc đời nó dẫn dơ ngoài cửa, nó không ghé mình được. Không cần loại trừ, không cần khước từ gì cả. Mọi cái đều nhẹ tên. Và dũng công càng ngày càng nhẹ, tâm càng ngày càng thanh thản, và nó rất là gần với đạo. Mình mới dũng công tu thì nó cực nhọc vô cùng. Mình phải đề phòng đủ thứ, phải loại trừ, phải đề kháng. Nhưng mà càng tu, tức là càng sống được với cái sự nhận biết hiện tiền tỉnh sáng, tức là an trú trong cái chánh niệm rạng ngời này, thì lần lần những cái dũng công của ta càng ngày càng nhẹ. Những cái phù phiếm của cuộc đời như chuyện vui, chuyện buồn, chuyện lợi, chuyện danh vân vân càng ngày càng rơi rụng. Mình có thể sống hòa đồng với mọi người một cách rất dễ dàng và không cần cố gắng gì cả. Mình cũng có thể vui như mọi người, nhưng mà lòng mình nó có một cái phương trời rất là khác. Và người tu thâm đạt được điều này ở mức độ cạn, ảnh là một người thưa rất là nhẹ nhàng với cuộc sống. Mức độ thâm sâu hơn, lần lần cái chấp về hình thức, cái chấp về sự thành bại rơi rụng. Rồi càng ngày thâm sâu hơn nữa, cái chấp về thân cũng nhẹ nhàng. Họ sống yên nơi cái vùng trời tâm thức bất động như vậy, cho nên họ vô ngã rất là dễ. Và khi hình hài như ngọn đèn hết dầu, thưa nếu ngọn đèn nó tắt thì họ không phải là người đồng hóa mình với ngọn đèn, cho nên họ cảm thấy họ tự tại thông dong. Mình khổ sở vì chuyện đời sống, khổ sở vì chuyện sửa soạn chết là do vì mình cứ đồng hóa mình vào hình hài, đồng hóa mình vào vui buồn, đồng hóa mình vào cảm thọ. Nếu mình an trú được ngay nơi cái tâm Phật chiếu sáng thì tự nhiên mình xả ly hình hài rất là dễ. Và lúc ấy giống như thiền sư ra đi rất là thênh thang, nhắm mắt thở cái khì, trả hình hài về cho các bụi và an nhiên thể nhập vào trạng thái bất động vô sinh như các vị A-la-hán ngày xưa thời Đức Thế Tôn tại tiền, nhẹ như thế mà thôi. Đó là mình giải thích về một vài cái pháp ngữ rất là ngắn của Ngài Đạo Tín. Và từ cái cơ duyên giáo hóa của Ngài, cho nên cái thời của Tứ Tổ Đạo Tín chia làm hai nhánh. Một nhánh là một nhánh chính thống, đó là Ngài Hoằng Nhẫn. Một cái nhánh phụ, đó là Ngài Pháp Dung. Và cái điều đáng buồn đó là cái truyền thống thiền của Ngài Ngưu Đầu Pháp Dung, cái dòng chảy không có xa, chừng khoảng 4 năm đời sau đó thì dòng chảy này bị tắt mất. Trong khi cái dòng thiền chính thống của Ngài Hoằng Nhẫn thì dòng chảy này rất là xa, kéo dài luôn tới hiện tại. Hơn nhau là dòng chảy có dài hay không. Và thưa đại chúng là một vị thầy giỏi, cái quan trọng không phải là trong hiện đời, cái quan trọng là làm sao có những người kế thừa rất là giỏi.
dòng chảy sống còn được hay không là dòng chảy phải đi xa được hay không. Chứ nếu hiện đời mình là một cái hồ rất lớn mà dòng chảy mình không có, thế thì nhiều lắm là hai đời tắt mất à. Phật pháp nó rất là kỳ lạ, không lường được. Cho nên các vị khoác pháp phục của Như Lai, kế thừa cái phương pháp thực tập của các vị thầy đã có công khơi mở cái dòng thiền. Và nếu đời của mình không làm cho nó chảy mạnh hơn, chảy dài hơn, mình có tội với các vị thầy, có tội với mười phương tam bảo. Mình tu lơ tơ mơ, không những mình cô phụ mảnh hình hài có mặt trên trần gian, mà mình cô phụ biết bao nhiêu ơn lớn của các vị thầy quá khứ khơi mở. Và có một điều mình có thể nhìn lại để thẩm định về cái con đường đi của mình trong tương lai nữa. Đó là khi các vị nhìn một cái dòng tu nào có mặt trong cuộc đời, các vị thấy thế hệ thứ hai rất nhiều người ham tu, cái nhiệt tình tu rất là lớn, cái tâm thức của họ nó không có đi về cái hướng vật chất lợi danh. Thế thì dòng tu đó có khả năng phát triển. Thế hệ thứ hai, thứ ba mà cái khuynh hướng đều đi vào cái nẻo hướng ngoại rất là nhiều, lo xây dựng, lo phát triển về uy tín, về công danh, mà cái khả năng hàm dưỡng chuyên tu rất là ít. Thế thì cái dòng tu đó coi chừng bị cạn nguồn rất là sớm. Và cái truyền thống thiền, thưa cái điều này, cái lịch sử này nó lặp lại rất là nhiều lần chứ không phải một hai lần. Ví dụ như sau ngày Lục Tổ Huệ Năng, nó cũng chia làm hai nhánh. Một cái nhánh đó là ngày Thần Hội, ngày đi về phương Bắc, đến trung tâm của văn hóa Trung Quốc thời bây giờ là Kinh Đô Lạc Dương để hoằng hóa. Thì đương thời ngày Thần Hội, ngày làm bao nhiêu công ích lớn lao cho Già Lam Tự Viện. Ngài là một vị thầy nổi danh ở cái vùng Kinh Đô. Thế nhưng mà cái dòng thiền của ngài Thần Hội tắt rất là sớm. Trong khi đó thì Thanh Nguyên Hành Tư Nam Nhạc Hoài Nhượng, tức là đệ tử kế thừa của Lục Tổ Huệ Năng, lại chìm vào trong sơn lâm, tức là không có trường mặt với đời, ẩn vào núi rừng thầm lặng tu thôi. Cái khả năng của hai ông đó kỳ vĩ, đó là xây dựng được những cái người đệ tử rất là lỗi lạc, làm cho cái truyền thống thiền trái rất là mạnh trong tương lai. Và mình lặp lại là quá khứ cho tới hôm nay nó đều có một cái nguyên tắc chung như thế. Khi nào mình hướng ngoại thì bên trong nó bị khô cạn. Mình hướng về cái nẻo vật chất thì đời sống tâm linh mình bị nhẹ. Mình đi vào đời sống tâm linh, mình miệt mài với cái công phu thực tập thì cái hướng lợi danh và đời sống vật chất nó tự nhiên nhẹ thôi à. Và từ bản thân con người cho tới một tổ chức, cho tới một cái truyền thống tu lớn đều đi theo con đường này. Quá khứ đạo Phật đã từng thịnh, được các bậc vua chúa đế vương xây dựng Già Lam Tự Viện, cúng dường 500 tăng, 1000 tăng, làm những học viện lớn như học viện Na Lăng Đà. Thế nhưng mà sau đó chừng ít lâu thôi, một thế hệ, hai thế hệ, thì đạo Phật ở vùng đó tan nát hết, không còn bóng dáng của người tu. Và từ những điều đó mình nhìn lại Phật giáo Việt Nam cận đại, lịch sử nó cũng lặp lại như thế. Cái thời Phật giáo thịnh nhất không phải là cái thời Phật giáo năm 63, mà cái thời thịnh nhất của Phật giáo Việt Nam là cái thời Phật giáo chưa xuất hiện, chưa ai biết đến tuổi tên.
Rồi từ cái điều đó mình nhìn lại đời sống của người tu chúng ta cũng thế. Cho nên mình lao sao ra ngoài nhiều bao nhiêu là mình mất mất năng lượng đời sống tu hành nhiều bấy nhiêu. Nói như thế để các vị thấy tội nghiệp tôi cũng lao sao chạy ngoài. Rất là tội nghiệp. Cũng là loại tham danh. Chứ không quý giá gì. Mình tưởng chừng như là mình làm như vậy là ngon, người ta biết tới mình giảng giải nhiều nơi. Nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Mình dùng cái ví dụ này các vị thấy rất là rõ. Không có một cái nền văn minh nào nó phát triển bằng cái đời sống của dân du mục hết. Người ta bắt đầu định cư ở bên bờ sông, bắt đầu định cư lại trong một cái vùng đất nào đó, họ có an cư mới lạc nghiệp được. Đời sống văn minh nó bắt đầu phát triển khi người ta định cư, chứ không phải du mục. Và đời sống du mục thì nó vẫn mãi là đời sống du mục, trên lưng ngựa đó đây vui chơi thôi, chứ còn không thể phát triển được cái sự văn minh. Thì đời sống của chúng ta cũng thế, không có cái gì tuyệt vời bằng mình được an trú trong một già lam tự viện. Bảo bọc chung quanh mình là cái điều kiện tốt lành nhất để mình an ổn, mình tu. Thì cái đời sống tâm linh mình dễ phát triển vô cùng. Đó là mình nói vài nét về ngày đạo chính. Chúng ta đi đến ngày Hoằng Nhẫn nữa cho hết. Thưa ngày Hoằng Nhẫn có một cái điều, có vài điều về cuộc đời tuổi nhỏ của ngài như thế này. Đầu tiên là ngài đạo tính, ngài phân du tới một vùng gần đến vùng Hoàng Mai. Đầu tiên trong đạo tràng ngài đạo tính có một ông già cư sĩ rất là già. Ông ở tu với ngài đạo tính và ông chuyên là mỗi việc là trồng tùng thôi. Cả một cái vùng núi của ngài đạo tính được cái ông già đó, ông trồng tùng khắp hết cả núi. Người ta gọi là tài tùng đạo giả. Tài tùng tức là ông già trồng tùng chứ chẳng có gì lạ. Tài tùng đạo giả là ông già trồng tùng trên núi. Một hôm cái vị cư sĩ này đảnh lễ ngài đạo tính, nói thưa thầy, con có thể kế thừa sự nghiệp của thầy không? Thì ngài đạo tính ngài nói, ta có ý trông cậy nơi ngươi nhưng mà ngươi già quá. Ta già mà ngươi cũng già gần ta, thế thì chắc không có khả năng làm cho Phật pháp thành dòng chảy về tương lai lâu được. Giá mà ngươi có thể tái sinh trở lại thì ta cố gắng ta đợi để truyền y bát cho ngươi. Cái ông già trồng tùng này ông nói chuyện nó dễ thôi, con sẽ trở lại, thầy đợi con nghe. Tức là làm một cư sĩ nhưng mà cái phẩm chất tu rất là đặc biệt rồi, có thể sống chết một cách tự tại đó. Ông già ông mới đi xuống cái chân núi thì gặp một cô gái đang giặt giũ áo quần bên bờ suối á. Hỏi thưa cô có thể cho già này ở trọ trong nhà được không? Mà cô gái này thì thơ ngay, ở trọ trong nhà là cô nghĩ là cái ông già này ông muốn xin ở đậu nhà thôi. Cô nói cái điều này ông về ông hỏi bố mẹ tôi chứ tôi không biết. Nói cô bằng lòng rồi tôi sẽ hỏi bố mẹ cô sao. Cô nói ở được thôi, bố mẹ tôi bằng lòng thì ông được quyền ở trọ trong nhà. Và ông hỏi thế thôi chứ ông nào thề đi hỏi bố mẹ làm gì. Và khi cô gái nhận lời rồi thì ông về ông xếp chân ông chết mất. Và cái cô gái kia tự nhiên có mang lúc chưa có chồng, cho nên bố mẹ rất là xấu hổ, đuổi cô không cho cô, không cho cô ở trong nhà nữa. Và cô phải lang thang, cô đi xin ăn như thế. Và cô giận cái thằng nhỏ trong bụng mình vô cùng, cho nên khi sinh ra cô đang cô liệt suối. Tự nhiên nó nhảy vô bụng mình. Rất là vô duyên. Và kỳ lạ là tới chừng cô bỏ xuống dòng sông thì nó không chìm. Nó ngồi nổi phiêu ở trên mặt nước, nó trôi, nó mỉm cười, nó trôi vậy thôi. Có thấy chuyện lạ cho nên cô mới vớt lên, cô nuôi. Chắc đây là chuyện rất lạ. Và dẫn thằng nhỏ đi xin ăn. Hai mẹ con đi xin ăn rồi.
cho tới năm 12 tuổi á, tới năm 12 tuổi thì gặp ngài Đạo Tính. Tức là cái ông già trồng tùng này, ông hẹn ông nói ngài sẽ tìm con ở cái chân núi đó, vùng núi đó đó. Thì ông nhớ lời là 12 năm sau ông đến dùng đó, ông tìm, ông gặp thằng bé, ông hỏi ông đi họ gì. Nó nói có họ nhưng mà tôi đố ông biết. Nói mi không có họ à. Ông nói họ tôi là họ Phật. Cháu biết là đây là thứ dữ rồi, đây là cái dân tái lai, nó đợi mình. Cho nên ông mỉm cười, ông nói ta có ý đợi ngươi, thôi được, ngươi hãy đi theo ta. Cái chú bé nói tôi có một bà mẹ, ông tới hỏi mẹ tôi đi. Bà mẹ là bà ăn mày thôi, tới hỏi thì cảm ơn bà để mới dẫn chú bé đem về. Thì lúc đó ảnh mới có 12 tuổi thôi. Đó là câu chuyện của ngài Hoằng Nhẫn. Và chữ Hoằng Nhẫn này nó là cái tên được sinh ra từ đó. Hoằng nghĩa là sự chịu đựng rất là giỏi. Nhẫn là sự nhẫn nhục, nhẫn nhịn, tức là cái khả năng chịu đựng cái nỗi đắng cay rất là lớn lao, cho nên được tên là Hoằng Nhẫn. Nó có cái gốc từ như vậy. Nhẫn có nghĩa là nhịn đó. Và khi Tổ Đạo Tính truyền đạo cho ông xong rồi, và tới chừng Tổ Đạo Tính tịch, thì ngài Hoằng Nhẫn ngài mới rời cái vùng sông Phong Sơn, mới đến cái vùng núi Đại Lâm. Phía đông của sông Phong Sơn dựng cái đạo tràng lấy tên là chùa Hoàng Mai. Các vị nhớ là Đạo Tính thì dựng đạo tràng ở sông Phong Sơn, còn cụ Hoằng Nhẫn nhà ta thì đến phía đông của sông Phong Sơn dựng đạo tràng, lập một cái chùa lấy tên là chùa Hoàng Mai. Và ông mất 50 năm hoằng hóa ở vùng này. Và do vì cái núi đó là núi phía đông, Đông Phong Sơn, Đông Sơn, cho nên sau này người ta gọi cái nhánh thiền của ngài là Đông Sơn Pháp Môn là như vậy. Là pháp môn của núi phía đông đó. Và nếu mà chúng ta có dịp dở bản đồ của Trung Quốc ra thì những cái sử liệu này nó ghi rất là đẹp đẽ. Tôi nhớ có một lần đó, ông cụ Trúc Lâm ông đi Trung Quốc về, như tôi có kể cho các vị nghe cái câu chuyện đó. Ví dụ như đây là đất nước Trung Quốc đi, phía trên đây là Hoàng Hà đi, đây là Trường Giang đi. Trường Giang nó có nhiều nhánh lắm. Đây là đảo Hải Nam nghe. Mình ví dụ một chút, đây là Việt Nam ở dưới này, đây là Hà Nội, thành phố Bắc Kinh nó nằm ở đây này. Và thưa đại chúng là thiền tông nó phát triển ở cái vùng Trung Trung Hoa. Tứ Tổ Đạo Tính ở sông Vân Sơn ở vùng phía Tây Bắc. Và ngài Hoằng Nhẫn ngài mới dời về phía đông một tí. Hướng này là hướng đông, dời phía đông một tí. Và dựng cái chùa Hoàng Mai bên cạnh cái dòng sông Cửu Giang, một cái nhánh của sông Cửu Giang. Cho nên tới chừng cái thời của ngài Hoằng Nhẫn giáo hóa, độ được Lô Hành Giả, tức là độ được ngài Lục Tổ Huệ Năng. Nửa đêm sợ đồ chúng biết được mà đè cổ anh Huệ Năng giật cái y. Cho nên ngài mới kêu Huệ Năng xuống thuyền. Hai thầy trò mới chèo thuyền từ ở cái nhánh sông này ra tới sông Trường Giang, tức là ra tới sông Dương Tử, đưa ngang qua sông Dương Tử để cho Lô Hành Giả mới vượt sông về phương Nam. Thì cái vùng này được gọi là cái chùa Vũ Lâm, tức là chùa Nam Hoa đó. Và ngài Huệ Năng nhà ta phải lang thang 16 năm ở ẩn ở cái vùng này, cuối cùng mới đến chùa Nam Hoa dựng đạo tràng ở đây. Và cái tuyệt vời của truyền thống thiền, thưa các vị, là khi thầy trò thiết lập quan hệ được, tức là cái điều kỳ lạ trong thế giới người tu chúng ta đó là thế này. Cái sự cảm thông thương yêu giữa thầy và trò có khi nó đậm đà hơn cái tình thương giữa bố và mẹ. Cái này thì các vị đã xuất gia với các vị thầy lớn, các vị cảm nhận lòng thương của vị thầy đối với đệ tử.
rất rất là lớn. Có khi mình tu lâu rồi cái tình cảm của mình đối với gia đình rất là nhẹ, mà tình cảm mình đối với thầy, với huynh đệ nặng hơn. Ví dụ bản thân tôi không có nhớ mẹ, nói nó hơi bất hiếu, và dường như bất hiếu nhưng mà thực tế nó là như vậy. Mình luyện cuộc sống mình trong già la, mình gắn bó cuộc đời mình với đạo, cái tình của mình đối với thầy rất là nặng, rồi cái tình của mình đối với huynh đệ, đối với người tu nó rất là nặng. Người xưa thưa đại chúng là họ xuất gia, họ tu rồi thì cuộc đời của họ gắn liền với chùa chiền tử viện. Họ sống là sống trong chùa, chết họ thề là ma trong chùa chứ không đi đâu cả. Rồi có những vị tăng và lên tới hòa thượng rồi, làm hòa thượng đường đầu giáo hóa một nơi rồi, nhưng mà trước khi chết di chúc là xin thiêu tôi rồi để cái cốt của tôi ở trong cái tháp phổ đồng, tức là trong cái tháp đại chúng để cho vui, chứ đừng có chôn tôi riêng, đừng làm tháp. Và trong thiền sử có nhiều vị thiền sư dễ thương, ví dụ như ngài Chân Tịnh, hai ba hôm ông kêu thị giả nó đem ông già tao xuống đây cho tao nhìn mặt, thế là thị giả nó bưng hình của thầy xuống để trước mặt ổng vậy đó. Ổng ngồi ổng nhìn ổng ngắm rồi ổng chảy nước mắt, ổng chỉ mặt, ổng nói không có ông già này thì ta đâu được như thế này. Nghĩa là dù ngôn ngữ nó có trịch thượng giống như bất hiếu, nhưng mà cái lòng của các vị thầy ngày xưa rất là hiếu đối với các vị tôn sư. Và từ cái câu chuyện Hoàng Nhẫn liên hệ đến ngài Huệ Năng, ta thấy là cái tình thâm trong chốn già lam nó rất là đậm. Vị thầy dù đó là vị thầy giải cho mình một chữ thôi, vị thầy đầu tiên cạo tóc cho mình, chứ chưa phải là vị thầy làm gì ghê gớm lắm, nhưng mà cái tình của người tu chúng ta đối với các vị thầy đều sâu nặng như vậy. Đó là nền tảng rất là căn bản trong chốn già lam. Và thưa đại chúng là điều này ta có thể để ý được cái sự thành công của người tu rất là dễ. Ví dụ như có những vị thầy mà đến với ta mà họ miệt thị thầy bổn sư của họ, thì ta tin chắc một điều là sớm muộn gì họ cũng đi khỏi ta, họ miệt thị lại ta thôi. Cái đặc biệt của tâm thức con người là như vậy. Đó là vài điều mình chia sẻ về lịch sử rồi đi vòng quanh cho vui. Và thưa đại chúng là mình đi ngang qua tiểu sử của ba vị này, có vài điều mình đáng nhớ về các vị như thế này. Mình tổng kết một chút. Cái nét đặc biệt thứ nhất của truyền thống tổ sư thiền của các vị tổ này là khi đi vào cửa tổ, cái quan trọng đầu tiên là ngộ đạo trước, nhận ra được pháp môn tu trước đã. Mình mà chưa vững niềm tin với pháp môn thực tập thì thưa các vị là cuộc đời mình thực tập mình cảm thấy nó ngắn ngược, ngắn xuôi. Đối với chuyện tu người ta hạnh phúc mà mình thì mình thấy nó cực nhọc vô cùng. Cho nên nắm được pháp môn căn bản và có niềm tin, có niềm vui trong thực tập, đó là bước đầu rất là căn bản của người tu chúng ta. Người xưa thì họ ngộ đạo, đó là họ khéo quay về nhận ra được cái gì là tâm Phật không sinh không diệt, nó chính họ. Họ có niềm tin vững chắc thì cái sự ngộ đạo của họ nó đứng ở cái bình diện tương đối là khác với chúng ta một chút. Chúng ta bây giờ thì luyện cuộc đời mình vô chùa, cảm thấy yêu mến đạo, thích thực tập, nhìn lại lòng mình thấy chuyển hóa phiền não càng ngày càng vơi, thấy có niềm vui. Đó là cái nền tảng rất là căn bản để mình bước luôn trên đường tu. Mình chưa bước được những bước chân đầu tiên căn bản như thế này thì mình tu giống như bị người ta ép buộc vậy, nó rất là cực, nó không có niềm vui. Và rồi không khéo thì cuộc đời tu của mình càng già mình càng đổi tánh. Người ta tu càng ngày người ta càng dễ thương ra, mình càng ngày càng khó chịu ra. Cho nên các vị hãy lưu ý, người xưa họ đi vào cửa một lần thề chết chứ không lui, và bước vào cửa rồi hứa với lòng là phải thành đạt, phải chứng ngộ. Đó là bước thứ nhất.
Điều thứ hai ta học nơi các vị tổ là không hề có một vị tổ nào lơ là với chuyện tu mà thành công cả. Điều đầu tư hết năng lượng của đời sống mình cho chuyện tu. 9 năm tọa thiền, 10 năm tọa thiền, thực tập công phu rất là miệt mài. Như Ngài Đạo Tín, Ngài ngộ đạo xong rồi thì Ngài phát nguyện giảm bớt cái thì giờ nghỉ ngơi. Và suốt 10 năm hoằng hóa, Ngài chưa bao giờ lơ là với cái công phu thiền tập, công phu tọa thiền. Đó là những cái biểu hiện bên ngoài rất là cạn, nhưng mà đời sống của Ngài sáng tới tối, tối tới sáng, công phu thực tập rất là liên tục. Cho nên cái sự kiên trì là một, cần mẫn là hai, tinh tấn là ba, là cái gì rất là tất yếu. Cho nên không có lơ là đối với người tu thì mới chứng nghiệm được ít nhiều niềm vui. Cái ý thứ ba mình chia sẻ trong tiểu sử các vị tổ là cái tình thầy trò, cái sự liên hệ thầy trò nó rất là đặc biệt, rất là đậm đà. Và phước lành thay ông thầy nào mà có những đứa đệ tử mà nó thương mình. Có những vị thầy ít phước, có đệ tử nó không thương, nó rất là lạ. Có những vị thầy trong đời sống của mình kinh nghiệm, có những ông thầy ông dở òm à, không có giỏi gì cả. Ông đi ra đường người ta không biết ông là cái ông thầy bao giờ. Quần ông thấp, ông cao, nói chuyện thì liều thiều, câu cú không ra câu cú. Và tự nhiên sao phước ông có, cho nên ông sinh ra nhiều tên đệ tử rất là giỏi và rất là thương ông. Rồi có những ông thầy nhìn bên ngoài ngon lành lắm, giống như tôi đi, cũng đoan trang đàng hoàng, thế nhưng mà đệ tử nó không ưa mình, chịu thôi chứ làm sao, đâu bắt nó được. Thành ra cái điều này thưa đại chúng là có khi nó cũng là cái phước của từng người. Và cái quan trọng là cái tình thầy trò bao giờ cũng thế. Đối với đời bố mẹ hoặc là tình cảm gia đình, nó được gắn với nhau bằng cái sự ái luyến, nghiệp thức. Nhưng mà đối với già lam thì cái tình thầy trò nó đến với nhau bằng cái tâm thức hướng thượng, bằng cái nhu yếu phát triển đời sống tâm linh. Cho nên nó tinh tế hơn, nó mịn hơn, nó không có ràng buộc làm đấm lụy giống như nhân gian. Nó có khả năng là nó giúp để nâng đời sống ta lên cao. Cho nên cái tình thầy trò trong chừng như nhạt, nhưng mà nó bền bỉ, có khi qua ngàn vạn kiếp không mất. Tình thầy trò trong đạo nó rất là nặng như vậy. Và có những thiền sư cái tình đối với thầy rất là đậm. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là các ông cúc cung tận tụy giống như Ngài Phương Kỳ Dương Hậu vậy đó. Đến như thầy, ông hành cho 4-5 năm ông không dạy. Ông kia tức quá một hôm, ông rình ngoài ngõ. Thầy đi ngay ông ra, ông nắm cổ lại, ông nói: bữa nay ông không dạy cho tôi là tôi đập ông chết. Rất là dữ dằn. Nhưng mà ông thầy này cũng rất là đặc biệt. Ông nói một câu thôi, ông nói: nếu ông biết mọi việc là quanh co thì hãy buông đi. Cái ngay nơi đó là Ngài Phương Kỳ Dương Hậu, Ngài ngộ đạo. Ngài sụp xuống, Ngài lại liền giữa bùn đất lầy lội mưa gió thảm thê vậy, lại phục xuống đất. Nó rất là kỳ lạ. Thành ra cái tình thầy trò trong già lam là cái điều gì nó thiêng liêng, cao quý và tuyệt vời vô cùng, ta không thể lường được. Và chia sẻ đôi điều như thế để các vị thấy là thưa người xưa thầy biểu chết họ chết đó, thầy biểu sống và sống đó. Và thưa đại chúng là mình dừng ở đây chừa cho các vị đâu có phút. Các vị muốn chia sẻ điều gì về cái môn học này và đóng góp cái điều gì để tôi có thể làm hay hơn thì xin cứ chia sẻ. Thưa quý thầy cô, lịch sử là một cái môn học nó khá là mênh mông và nó liên hệ rất là nhiều lĩnh vực. Và mình nghĩ không có gì lý thú bằng học lịch sử cả.
Điều thứ nhất là mình tiếp cận được với rất là nhiều sự thật. Mình có thể biết được người xưa đã tu như thế nào, đã có những cái khó khăn ra sao. Nó rất gần gũi với mình. Cho nên đó là một môn học rất là lý thú. Thứ hai nữa là thông qua cái môn lịch sử á, mình khéo một chút thì mình đi vào những cái lĩnh vực của đạo lý, của sự tu học rất là dễ. Và nói như thế để xin sám hối là nếu tôi có đi linh tinh lang tang thì các vị cũng đừng có phiền trách. Tại vì mình không có nhiều cái thời giờ để đi vào cái sử liệu trong văn bản cho nhiều. Mình nắm một vài điều đó, có tính cách chia sẻ để khích lệ, để nuôi dưỡng cái sự tu học của nhau, thì mình chia sẻ những điều đó mình thấy nó quan trọng. Ngoài ra về niên đại, về sử liệu dẫn dụng thì thưa có khi mình không có tương tất lắm. Đó là vài điều xin đại chúng tha cho và xin sám hối nếu có điều gì mà nó linh tinh nhiều quá.